Dạ vâng, em Tuấn ô tô của Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, thì hôm nay em muốn lên sóng quay báo giá toàn bộ tất cả mẫu xe 7 chỗ hiện đang có tại mặt tại chợ ô tô khu miền Bắc, địa chị là km 47 Quang Trung Lão Hải Phòng quý anh chị bạn nha. Thế thì như trước màn hình nhỏ quý anh chị bạn đây, đầu tiên đó là mẫu Toyota Innova, mẫu xe thần thánh, mẫu xe thương hiệu quốc dân. Thế thì em này được sản xuất năm 2011 với cái bản G đủ quý anh chị bạn nha, G xịn ạ, xe gia đình, không có taxi dịch vụ gì. Đấy thì các bản G đủ này em nó trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là phanh ABS và túi khí an toàn đầy đủ các bác nhé. Ba vùng điều hòa, một cái form cũ đời 2011 em nó mang nước sơn màu bạc và hiện tại mang biển tư nhân biển Hà Nội này. 30F23650. Thì chiếc Innova đời 2011 bản G xịn này, động cơ của nó là 2.0 số sàn, bên em đề xuất bán với giá chỉ có 268 triệu các bác nhé. 268 triệu thôi là bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Đấy, các bác nào mà quan tâm mẫu xe này cứ chụp ảnh màn hình cũng như là gửi qua Zalo và số điện thoại của em 0389726738 các bác nhé. Em sẽ cung cấp thông tin hình ảnh đầy đủ góc cạnh về chiếc xe này cho quý anh chị bạn tiện tham khảo này. Đấy, 2011 tất cả cái cửa giả cũng rất là chắc tay. Đấy, nội thất thì sạch sẽ tinh tươm rồi. Đấy. Và tiếp tục đây thì em còn rất nhiều luôn các bạn. Nó phải rơi vào tầm gần 100 mẫu xe 7 chỗ từ máy dầu cho đến máy xăng đầy đủ hết. Thì thêm một em Kia Carens cũng mang biển tư nhân biển Hà Nội, 30A43920. Thì em này nó là bản máy dầu quý anh chị bạn nhé, bản máy dầu 2.0 máy dầu ạ. Thì em nó sản xuất năm 2008, động cơ 2.0 số tự động. Thì em là sơn sim, mang nước sơn tổng thành màu đen, đèn chiếu sáng chính của em nó đèn bi siêu sáng, kết hợp với cả đèn bi gầm đầy đủ luôn. Đấy, sơn sim bên ngoài tổng thành mang nước sơn màu đen. Nội thất của nó thì em này nó trang bị cho mình thêm một bộ gọi là cửa sổ nóc đầy đủ các bác nhé, cửa sổ nóc đầy đủ ạ. Đấy, tổng quan về khoang nội thất của nó đây. Đấy, rất là sạch sẽ tinh tươm, một màu đen từ trong ra ngoài. Bộ ghế da nguyên bản theo xe các bác nhé. Bộ ghế da nguyên bản theo xe thì với chiếc Kia Carens đời 2008 phiên bản máy dầu số tự động này, bên em đề xuất bán với giá chỉ có loanh quanh là 315 triệu các bác nhé. 315 triệu thôi là bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Đấy. Rất đẹp luôn. Thì bên đây em còn một chiếc Kia Carens nữa. Em này thì nó bản full kịch của số sàn, hiện tại mang biển tư nhân biển Thanh Hóa này, 36A04703. Chiếc này sản xuất năm 2013, nó có đầy đủ hệ thống gọi là cửa sổ nóc, động cơ 2.0 máy xăng quý chị bạn nhá. Động cơ 2.0 máy xăng mật số sàn. Đấy, nó có cả hệ thống gọi là xi nhan thích hợp chân gương và ghế điện. Hàng lốp dép em này nó mới được khoảng tầm 95% các bạn, mua về sẵn chỉ việc sử dụng thôi ạ. Đấy, hàng ghế của nó cũng ghế da nguyên bản theo xe các bác này. Ghế da nguyên bản theo xe này, tổng quan phần khoang nội thất của nó đây, cực kỳ là sạch sẽ tinh tươm. Với cái bản Kia Carens bản S nó của cái dòng số sàn này thì nó trang bị cho mình đầy đủ hệ thống tính khiển tích hợp trên vô lăng cũng như là hệ thống gọi là túi khí an toàn, hai túi khí an toàn các bác nhé. Đấy, gương kính cụp xe tất cả mọi thứ đầy đủ luôn. Nội thất sạch sẽ đời 2013. Hiện tại chiếc Kia Carens số sàn đời 2013 là bên em đề xuất bán với giá chỉ có 286 triệu các bác nhé. 286 triệu thôi, bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Đấy. Tiếp tục đây là dòng gọi là máy dầu, chiếc Ford Everest. Thì chiếc này được sản xuất năm 2006, xe gia đình này, mang nước sơn màu phấn hồng, động cơ 2.5 số sàn. Thì loanh quanh cái dòng máy dầu này, mức tiêu hao nhiên liệu của nó loanh quanh khoảng 89 lít trên 100 km các bác nhé. Và cái chi phí của máy dầu thằng Everest là cực kỳ tiết kiệm luôn. Hoặc là gầm cao máy thoáng, máy số chạy rất là khỏe khoắn. Đấy, vượt mọi đường nẻo đường luôn. 2006 thì bên em đề xuất bán với giá chỉ có 225 triệu các bác nhé. 225 triệu thôi, đó là giá bao gồm cả rút hồ sơ. Thì hôm nay tất cả mọi thứ trong phần khoang nội thất đều còn nguyên bản theo xe này. Từ đầu đài màn hình giải trí này. Đấy, mọi thứ ghế cả của nó rất là sạch sẽ, tinh tươm, đẹp rồi. Hàng ghế sau của nó nữa đây. Đấy. Bên này thì em có một chiếc Kia Carens máy xăng mà là số tự động quý chị bạn nhé. Thì em này được sản xuất năm 2009. Em này nó có quả bản gọi là bản có cả cửa sổ nóc rồi. Nó gần như là gần full kịch rồi. Đấy, thì hiện tại em nó mang biển tư nhân biển Thanh Hóa này, 36A03486. Chiếc này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 268 triệu thôi. Động cơ 2.0 số tự động đời 2009 quý chị bạn nhé. 2009 ạ, và giá cũng chỉ có 268 triệu thôi ạ. Đấy. Nội thất đầy đủ tinh tươm rồi. Từ màn hình giải trí cho đến hệ thống ghế này, rất là đẹp luôn. Gương kính cụp xe. Đấy. Cái lốp dép thì cũng khoảng mới được khoảng tầm 85-90%. Mấy ngày hôm nay thì khu vực miền Bắc mình mưa nó rất là nhiều luôn. Mưa đến lụt ngập lụt đường xá luôn các bạn. Đấy, lựa chọn mình một mẫu 7 chỗ đi gầm cao máy thoáng cực kỳ ok luôn.
Tiếp tục về mẫu Suzuki APV các bác nhé. Suzuki APV thì em này sản xuất năm 2006 và đăng ký lăn bánh lần đầu tiên năm 2007 với gốc Hà Nội. Đấy, hiện tại em nó mang biển 12A07311. Thì với chiếc Suzuki APV là các bác mua về chở hàng chở hóa cực kỳ ok luôn. Đấy. Em này thì nó là động cơ 1.6 máy xăng và số sàn quý anh chị bạn nhé. Số sàn ạ. Đấy. Khoang nội thất của nó đây ạ. Bọc hàng ghế da cực kỳ là mới và đẹp luôn. Tất cả hệ thống nỉ cũng như mặt tabi còn zin nguyên bản theo xe. Đấy. Cái này mà các bác gập ghế vào chạy thì chở rất nhiều đồ luôn. Thì chiếc này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 168 triệu thôi. Đấy, lốp bờ đít tông mới khoảng tầm 85%. Là mẫu Toyota Innova với cái phiên bản G đời 2010. Đấy, chiếc này thì bên em đề xuất bán với giá chỉ có 238 triệu quý chị bạn nhé. Hiện tại mang biển tư nhân biển Hà Nội này. Sơn xi mang nước sơn màu vàng cát. Tổng thanh sơn xi bên ngoài nét căng rồi. Còn phần khoang nội thất của nó các bác này. Khoang nội thất của nó này. Rồi, nói chung là cũng sạch sẽ tinh tương. Đầy đủ màn hình giải trí rồi. Thì này chiếc Innova đời 2010 bản G đủ để bên em đề xuất bán với giá chỉ có 238 triệu các bác nhé. 238 triệu thôi là bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Thì tiếp tục mẫu Kia Carnet nữa được sản xuất năm 2010. Em này thì động cơ của nó chỉ là 1.6 thôi. Động cơ 1.6 thôi, sơn xi mang sơn màu đen. Đấy. Thì với chiếc Kia Carnet đời 2010 động cơ 1.6 bên em đề xuất bán với giá chỉ có 215 triệu bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Đấy. Cái thời điểm này thì các bác mà mua về chạy dịch vụ cực kỳ ok luôn. Cái dòng này thì 1.6 nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Đấy. Nói chung là tổng quan phần khoang nội thất này, mọi thứ về từ hàng ghế da cho đến vô lăng củ số nó rất là đẹp. Và lốp dép em này các bác cũng chạy vô tư luôn. Các bác chạy ít nhất phải tối thiểu 2 năm nữa các bác thay cũng vừa. Đấy. Tổng quan phần khoang nội thất nó này tương đối là đẹp. Thì 215 triệu cho mẫu Toyota cho mẫu Kia Carnet đời 2010 động cơ 1.6 số sàn. Thì bên này em còn một chiếc Chevrolet Captiva nữa thì em này cũng được sản xuất vào đâu đó là quanh 2007 đồng quý cho bạn nhé. 2007 và đèn chiếu sáng của nó đèn bi salon, một chủ từ mới với động cơ 2.4 số tự động máy xăng quý chị bạn này. Đấy. Tổng quan thân vỏ bên ngoài em nó mang nước sơn màu vàng cát rất là đẹp luôn. Biển tư nhân biển Hà Nội một chủ mới luôn các bác nhé. 29A9182. Thế với chiếc Captiva này thì động cơ 2.4 nó chạy cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Máy xăng nó chạy nó cũng hệ thống máy nó cũng cực kỳ là êm và ái, không nó không ổn như dòng máy dầu. Đấy, đầy đủ hệ thống này. Còn nói chung là màn hình của nó tất cả mọi thứ đều còn nguyên bản theo xe. Đấy, hiện tại chiếc này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 228 triệu các bác nhé. 228 triệu thôi cho mẫu Kia Carnet. Tiếp tục đây mẫu Fortuner. Đấy, gầm cao 2 tháng em này thì nó động cơ 2.7 máy xăng, được sản xuất năm 2011. Thì nó là hai cầu. Đấy các bạn, hai cầu mà zin cả xe luôn. Thì chiếc này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 415 triệu thôi. Đấy, ngó qua phần này. Em này độ bộ đèn bi siêu sáng rồi. Cũng như kết hợp đầy đủ hệ thống đèn bi gầm, lốp dép mới khoảng 90%, lốp Bridgestone các bác này. Lốp Bridgestone mới khoảng tầm 90%. Hôm nay thì camera lùi camera 360 độ tích hợp đầy đủ trên xe. Màn hình giải trí, màn hình gọi là G-Tech của nó, màn hình xịn sò này. Đấy, vô lăng củ số, khoang nội thất cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đời 2011 các bác nhé, động cơ 2.7 máy xăng số tự động. Thì bên em đề xuất bán với giá chỉ có 415 triệu thôi. Nói chung là sơn zin đến tầm 90%. Còn một chiếc Mazda Primacy. Mua về cho bác nào mà tập lái hay che nắng che mưa thì hết bài luôn, 7 số. Thì chiếc này được sản xuất vào năm 2003. Động cơ 2.0. Động cơ 2.0 các bác nhá. Và em này hình như nó là số tự động. Giá cũng chỉ có 155 triệu thôi. 155 triệu các bác này. Tổng thành phần khoang nội thất của nó là cực kỳ là sạch sẽ đẹp rồi. Đấy. Mazda Primacy các bác nhá. 155 triệu thôi. Đấy. Tiếp tục đây mẫu Nissan Livina. Em này được sản xuất vào năm 2011 với cái động cơ 1.6 cho các bác. À động cơ 2.0. Máy xăng thì số sàn. Chiếc Nissan Livina này thì nó trông tương đối là trường xe, chạy cực kỳ đầm chắc luôn, nó không khác cái dòng Innova các bác nhé. Đấy, tổng quan phần khoang nội thất của nó này rất là sạch sẽ đẹp rồi. Thì chiếc này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 215 triệu thôi. 215 triệu các bác nhé. Đấy, nó có ngay mẫu 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng này, thoải mái rộng rãi bên trong khoang nội thất. Nước sơn em nó cũng mang nước sơn màu vàng cát các bác nhé. Tiếp tục đây mẫu Ford Everest này, em này thì form mới đời 2009 các bác này. 2009 này. Tại đeo cái biển gọi là biển 38A12100. Thì chiếc này đăng kiểm dài tháng 7 năm 2022. Em Red form mới động cơ 2.5. Em này hình như là số sàn các bác nhé. Em này số sàn máy dầu. Dòng này các bác mà chạy trên đường cao, đường đồi, đường núi các bác đi phải nói vô tư lự luôn.
rất là êm ái, cũng như là nó động cơ nó khỏe khoắn, nó hỗ trợ cầu sau, bác ấy chạy cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì hôm nay bên em đề xuất bán với giá chỉ có 355 triệu các anh ạ, 355 triệu thôi cho mẫu khoe với đất cầm cao máy thoáng của vua dòng máy dầu. Đấy, form mới rồi, được cái form mới sơn gì tổng thành bên ngoài nét căng. Để tiếp tục đây còn mẫu gọi là chiếc Isuzu Highlander, chiếc này được sản xuất năm 2006 các bác nhé, form mới của nó này, form mới, form bản đủ của nó đã. Tất cả hệ thống đèn chiều sáng chính của nó vẫn là đèn halogen. Nói chung là cái dòng máy dầu này, động cơ của nó 2.5, không khác cái dòng Forever các bác nhé, không khác cái dòng Forever cả. Tất cả mền khoang nội thất nó còn zin nguyên bản theo xe này. Đấy, chưa có độ đạc vấn đề gì cả, cửa giả đóng rất là chắc tay. Dòng này các bác mua về có thể lựa chọn đi công trình công trường rất hợp lý luôn. Thì chiếc Isuzu này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 218 triệu bác nhé, 218 triệu thôi, bản đủ bản full kịch dòng Isuzu các bác ạ. Để tiếp tục đây mẫu Ford Everest nữa, em này cũng gầm cao máy thoáng đời 2007, mang sơn màu phấn hồng, động cơ 2.5 số sàn, máy dầu. Thì chiếc này bên em hiện đề xuất bán với giá chỉ có 269 triệu thôi. Nói chung sơn xi bên ngoài em nó mang màu phấn hồng rất là đẹp rồi. Còn bên khoang nội thất của nó này đầy đủ màn hình giải trí các bác nhé, đầy đủ màn hình giải trí, tất cả thiết bị. Nói chung là điều hòa tất cả loa đài âm thanh ánh sáng là các bác mua về mà sử dụng thì em cam kết bác tất cả mọi thứ đều hoạt động bình thường các bác nhé. Còn trên đây thì em còn một vài mẫu nữa cũng là Ford Everest. Đầy đủ cả số sàn và số rộng các bác nhé. Ví dụ như em này thì cũng được sản xuất năm 2009 và động cơ của nó là 2.5 máy dầu, nó không khác thì em biển 38 kia. Cái này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 355 triệu thôi. Nào có cả hệ thống gọi là xi nhan thích hợp chân gương, lốp dép cũng tưởng như mới cả gian. Đấy, sơn xi tổng thành bên ngoài nó thì nét căng rồi các bác nhé. Đấy, thêm một nữa phần khoang nội thất của nó này, đầy đủ màn hình giải trí này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bác nào mà thích cái thương hiệu của Mỹ mà thích cái cảm giác mà mạnh mẽ của dòng Ford Everest ấy, thì nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhé, 0389726738 ạ. Em cung cấp thông tin hình ảnh đầy đủ về chiếc Ford Everest này, quý chị bạn tiện tham khảo luôn. Đây còn một chiếc Ford Everest em này thì nó là cũng là form mới đời 2009 sao quá, 2009 hay 2014 gì ấy, đời em này cũng tương đối là cao. Thế em này nó là số sàn. Đấy, số sàn động cơ 2.5 máy dầu. Đây đời giá em nói thì nó nằm đây các bác ạ, 2009 các bác nhá, form mới ạ. Đấy, máy số là cam kết bác zin là tổng quan phần khoang nội thất của nó này, sạch sẽ tinh tươm đẹp luôn các bác nhá. Đấy, chiếc này bên em cũng đề xuất bán với giá 355 triệu thôi, 355 triệu các bác nhá. Đấy, thì có mỗi em 2009 nó là số rộng thì giá nó chênh đâu đó khoảng 369 triệu thôi, hơn nhầm chút. Em một chiếc Ford Everest hiện tại hồ sơ cầm máy sẵn này. Đấy, cũng cầm cao máy thoáng rất là đẹp luôn. Em này thì sản xuất đâu đó form này form 2005-06 các bác ạ, 2005-06 gì đấy, Hà Lan là 2006 các bạn, 2006 các bạn. Đấy, máy dầu, số sàn, đấy, khoang nội thất thì sạch sẽ đẹp tinh tươm rồi. Đấy, giá em này thì cũng chỉ là 220 triệu các bác nhé, 220 triệu thôi. Nói chung là giá cả thì các bác có thoải mái thương lượng với em trực tiếp qua số điện thoại và qua Zalo của em các bác nhé. Đây, em còn hai mẫu gọi là chiếc Kia Carrera, đều là máy dầu số tự động. Thì lần lượt là các em biển 30 thì đời 2007. Đấy, 2007 đăng ký 5 bánh lần đầu tiên năm 2008. Còn em này thì nó lại là 2008 chuẩn luôn các bác nhé. Đấy, em biển 30 này thì tại bên em đề xuất bán với giá chỉ có 298 triệu thôi. Động cơ của nó 2.0 máy dầu nên là chạy nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, các bác này, tổng thành khoang nội thất là đầy đủ màn hình giải trí này, sạch sẽ tinh tươm từ trong ra ngoài. Đấy, những em này thì em đều hầu như là đều có đầy đủ video chi tiết rồi nên là các bác có thể nhắn tin trực tiếp cho em hay gọi điện qua số điện thoại của em thì em cung cấp đầy đủ thông tin cho các bác tham khảo luôn. Đấy, các bác nhé, 298 triệu cho mẫu Kia Carrera máy dầu đời 2007 đăng ký lăn bánh 2008 này. Còn chiếc này là 2008 mang biển Điện Biên này, 27A05002. Thế này thân vỏ bên ngoài cũng mang nước sơn màu xanh này, độ cả hệ thống đèn của nó đèn zin nguyên bản theo xe, nó là đèn bi siêu sáng các bác nhé. Em này thì khoang nội thất là cực kỳ đẹp luôn các bác này. Đấy, mở nhìn cái mặt tắp ly rồi đã thấy yêu các bác này, sạch sẽ tinh tươm này, khoang nội thất này đầy đủ màn hình giải trí cũng như là mọi thứ nó rất là sạch đẹp tinh tươm nguyên bản theo nhà máy này. Có cả đầy đủ hệ thống cửa sổ nóc. Thì hôm nay bên em đề xuất bán với giá chỉ có 315 triệu các bác nhé, 315 triệu thôi. Đây là các bác này, tổng quan của khoang nội thất này, từ tất cả bần nhựa bậc cản lên xuống chân này của nó đẹp đẹp, từ dưới chân đẹp lên. Thì bên này em còn một chiếc gọi là Chevrolet Captivan nữa, em lại được sản xuất năm 2007 này, 2007 các bác nhá. Động cơ 2.4 máy dầu, máy xăng số tự động. Chiếc này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 228 triệu thôi. Đấy, tổng thành nó này rất là đẹp rồi, sạch sẽ tinh tươm từ nội thất, tất cả mọi thứ là trần em này nó lên bộ trần da rồi. Đấy, trần da rất là đẹp luôn. 228 triệu thôi, giá cả thương lượng thoải mái các bác nhé.
sơn xi bên ngoài thì các bác mua về thường như chỉ sẵn sử dụng thôi, sẵn chén thôi, không phải làm bất cứ vấn đề gì cả. Còn một mẫu gọi là máy dầu mà đời thấp nữa các bác này, 2003 chiếc Isuzu, sơn xi mang nước sơn màu vàng cát rất là đẹp rồi. Ghế em này nó còn giữ nguyên bộ ghế nỉ với bản theo xe cơ, giữ nguyên bộ ghế nỉ với bản theo xe các bác này. Chiếc này thì bên em hiện tại đều xuất bán với giá chỉ có 160 triệu các bác nhé, 160 triệu bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Bác nào mà cảm thấy chiếc xe nào đúng trần mới phù hợp nhu cầu sử dụng gia đình mình thì hãy nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhé. Thế thì em vừa rồi em báo qua lướt sóng tất cả mẫu xe gọi là máy dầu, máy xăng 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng hiện đang có tại chợ Tô Bình Bắc. Dưới kia em còn hai chiếc Santa Fe Gold nữa các bác, lần lượt 2004 2003. Thế thì dòng đấy thì thường thì năm sản xuất với năng đăng ký nó khác nhau, chênh lệch nhau đâu đó khoảng 3-4 năm thì mới có đặt, mới có hàng về các bác. Thế thì giờ em quay luôn các bác này, thì nó loanh quanh cửa tiền hơn 200 triệu một chút thôi. Đấy, chiếc Ford Everest kia thì là nó là đời 2000 em này nó phải đời cao, form đẹp rồi các bác, form mới rồi, màu đen 2014 các bác nhá, động cơ 2.5 máy dầu. Cái này nó là số sàn, hiện tại bên em đề xuất bán với giá 479 triệu các bác này, zin cả xe luôn, bao zin cả xe các bác hoàn toàn yên tâm luôn. Đấy, từ cái cản lên xuống là nó đẹp rồi. Đấy, sơn xi bên ngoài, nội thất này, tất cả mọi thứ này của nó còn rất là đẹp luôn. 479 triệu lốp dép là dâu của nó này các bác này, dài lăng nhăng luôn. Còn đây hai chiếc Santa Vigo này thì hiện tại bên em đề xuất bán lần lượt một chiếc là 235 triệu và một chiếc 245 triệu các bác nhé. 2004 này, đầm mẹ em này là hai cầu này, em này một cầu này. Đấy, 2000 là em này một cầu thì là 235 triệu, em này hai cầu này thì 245 triệu. Đều là 2004 đăng ký làm bánh đầu tiên năm 2007 các bác nhá. Sơn xi tổng thành bên ngoài. Nó là số tự động, số tự động và máy dầu. Đấy. Còn một chiếc Toyota Innova nữa, em này sản xuất năm 2005, zin đẹp cả xe các bác này, sơn xi bên ngoài. Đấy, mang nó sơn màu bạc, màu truyền thống này. Nội thất là bọc bộ ghế da mới cứng luôn. Bộ ghế da mới cứng đẹp sạch sẽ tinh tươm luôn các bác này. Thì hiện tại chiếc này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 315 triệu các bác này, 315 triệu thôi cho mẫu Toyota Innova. Với cái bản này, thiếu của nó, bản thiếu của dòng Innova thì nó cũng đầy đủ chức năng, đầy đủ phanh ABS và túi khí an toàn các bác nhé. Đấy, đầy đủ luôn, nó chỉ thiếu mỗi hệ thống gọi là option của nó, thiếu cái sấy kính thôi. Đấy, 315 triệu cho mẫu Innova đời 2015 bản G quý anh chị bạn nhé, động cơ 2.0 số sàn. Đến từ trên đây em còn mẫu Innova nữa, thì em này nó cũng là bản G đời 2007 form cũ này, nâng đầy đủ full G rồi, full bản V chứ không ạ, bản cao cấp nhất của dòng Innova bản V, nó form cũ này. Thì nó có cả hệ thống gọi là xi nhan thích hợp chân gương cũng như là điều hòa 3 vùng. Đấy, lan răng đúc 4 bánh đầy đủ luôn. Thì chiếc này chỉ có 179 triệu các bác nhá. 179 triệu thôi. Đấy, chiếc Isuzu nữa cũng là form mới đời 2006 này. Form full kịch của nó đấy, Isuzu Highlander đấy thì cũng là 2005 các bác. Động cơ 2.5 máy dầu. Đấy, form mới thôi. Thì chiếc này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 195 triệu các bác này. Nội thất đấy, sạch đẹp tinh tươm rất là đẹp rồi. Mưa gió này thì bác lựa chọn cho mình mẫu xe đi, mọi là che nắng che mưa hết bài luôn. Bên em đầy đủ các cửa tiền từ 60 triệu đến 600 triệu các bác nhá. Thế thì bác nào mà quan tâm mẫu xe nào thì hãy nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhá. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị bạn ở video sau ạ.